Cariofi, tỏa sáng làn da bạn. Xin trân trọng kính chào quý vị đang theo dõi Câu chuyện thương hiệu, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ở nhiều số phát sóng trước, chúng tôi đã kể cho quý vị về những con người đi xây giấc mơ từ điều bình dị, từ những mong muốn rất giản đơn mà trước hết là thỏa mãn niềm đam mê của riêng mình, sau đó là chia sẻ cảm xúc hay giá trị sống cho những người xung quanh. Còn trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị hai câu chuyện khác đầy ngẫu hứng nhưng cũng không kém phần đam mê. Nói chung là mình đã bắt đầu cái nghề này là cách đây 3 năm rưỡi. Ban đầu thì chỉ là khách hàng trên Facebook hay bạn bè. Thì sau một thời gian mở cửa thì Candy Crab bắt đầu nhận được những người khách hàng vãng lai. Khi mà mình làm cái công tác giảng dạy cho những học viên thì mình cũng muốn xuất phát từ tâm để mà đem cái tâm của mình một cách tốt nhất để truyền đạt cho họ. Trong gia đình có cái gì mà dùng để may á là tôi lại đem ra để tôi may, để sử dụng trong gia đình. Khi mà mình mở ra shop, những tháng đầu tiên là có lỗ tại vì mình không có được cái khách hàng thường xuyên. Nhưng mà tới tháng thứ 3 thì mình đã có thể nuôi được nhân viên và cái shop của mình. U-Star trụ được tới nay là hơn 2 năm. Thì đó là cái mà phần lớn là cái tâm huyết. Và cái mà mình thấy vui nhất là khi mà khách hàng mặc sản phẩm của mình mà họ thấy đẹp và họ quay lại. Thưa quý vị, trong chương trình Câu chuyện thương hiệu kỳ này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với hai vị khách mời. Đầu tiên xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền, là người sáng lập nên thương hiệu đồ da thủ công Candycraft, và chị Đặng Ly Ly là người sáng lập nên thương hiệu thời trang thiết kế U-Store. Rất là cảm ơn hai chị đã dành thời gian tham gia chương trình Câu chuyện thương hiệu kỳ này. Tôi nhận ra là hai chị đều có sự tâm huyết với những gì mà mình đang làm. Đối với thương hiệu U-Store, vì sao mà chị đã biến sở thích bình thường may vá thành một cơ hội kinh doanh như thế này? Từ nhỏ thì tôi cũng thích may vá, may móc khóa, may ra giường trong gia đình. Khi mà gặp mẹ chồng là thợ may, mình cứ đi theo hỏi mẹ là may cái này như thế nào, may cái kia như thế nào. Và cũng có bàn với ông xã là mình sẽ thành lập ra một cái cửa hàng, nhưng mà cái khoảng thời gian đó vẫn chưa có quyết liệt lắm. Đến giữa năm 2016 gặp được bạn Sương cùng có niềm đam mê với mình, chuyên ngành thiết kế ra luôn, nên là mình cảm thấy tự tin hơn, là tự tin về các sản phẩm của mình làm ra là sẽ bài bản và nó chỉnh chu hơn. Tụi mình bắt tay vào mở ra cái shop hiện tại. Xin mời chị Tuyền ạ. Từ nhỏ là mình đã thích vẽ, thích những cái sản phẩm là làm bằng thủ công. Cho nên là khi mà nhận được cái bao da iPad từ người bạn thân, cảm thấy nó rất là đẹp. Từ lúc đó trở đi là lên mạng và tìm tòi và kiếm chỗ học. Sau một quá trình dài chắc cũng khoảng hơn một năm, thì tôi mới quyết định là tôi phải sống với cái nghề này. Thời gian ban đầu ba mẹ không có hài lòng, thật sự không hài lòng. Với lại mọi người xung quanh cũng muốn là mình nên làm công việc tại sân bay. Nhưng thật sự cái niềm đam mê của mình nó cũng lớn quá. Cho nên là khi mà làm công việc sân bay về là cứ tối ngồi đục đục đẻo đẻo rồi dán, nhiều khi quên ăn quên ngủ. Nhưng mà mỗi khi mình làm được sản phẩm mà gửi đến tay khách hàng mà cảm thấy hài lòng thì cái chuyện đó là chuyện nhỏ thôi. Theo tôi biết là khi mà làm một sản phẩm như vậy thì cũng không phải là dễ dàng. Chị chia sẻ một chút xíu là cái giai đoạn đầu khó khăn như thế nào. Có bao giờ chị muốn là mình quay lại công việc cũ của mình hay chưa? Bản chất mà khi mà mình đi sâu vào nghề này, mình phải mua rất nhiều thứ. Thì thứ nhất là mình phải có chi phí. Với lại da cũng không phải là mặt hàng rẻ. Nó mắc hơn rất nhiều so với hàng simili.
được cái nó cực kỳ bền. Thì trong thời gian đó mình làm tại sân bay thì có thu nhập ổn định, nên mình cứ trích những cái khoản đó để mình mua cho cái ngành mình thích. Đến một ngày nào đó cái đam mê cháy bỏng trong mình nó tự nhiên nó phát ra, thì mình cảm thấy thời điểm đó thích hợp và mình chọn cái nghề mà mình thích, mình đeo đuổi và mình có niềm vui khi làm việc. Thì thật ra thì từ tất cả các nguyên liệu, từ vải hay là những cái viên đá hay những cái hoa đến trên đầm, thì cũng chính tay mình là người đi chọn lựa hết. Sau rồi lấy số đo của khách hàng hoặc tư vấn khách hàng, mình cũng tự làm thì mình mới cảm thấy an tâm để sản phẩm ra là đúng như ý khách. Rồi đến khâu cắt hay là làm rập cắt hoặc là may, thì thật ra mình có người hỗ trợ, nhưng mà những khâu mà chủ yếu á, để tạo nên được cái form dáng cho đầm thì là chính tay mình làm hết. Thì cái đó là cái khó khăn hơn những cái hàng công nghiệp, tại vì mình chỉ làm một sản phẩm hoàn chỉnh xong rồi mình mới làm sản phẩm khác. Tính đến thời điểm hiện tại thì có lẽ là thương hiệu thời trang YouStore cũng đã có rất là nhiều chiếc đầm xinh đẹp. Thì chị ưng ý nhất với mẫu thiết kế nào ạ? Tất cả những mẫu thiết kế của mình đưa ra để trưng bày á, thì hầu như mẫu nào mình cũng thích. Tuy nhiên là có những mẫu mình cảm thấy rất là tâm đắc, nhưng nó lại không hút được ánh nhìn của khách hàng. Và ngược lại, thì sau một khoảng thời gian kinh doanh thì mình thấy là sản phẩm tâm đắc phải là sản phẩm mặc lên khách hàng mà thấy đẹp. Như lúc đầu tôi giới thiệu thì đồ da thủ công là Candycraft và đồ thiết kế thời trang mà thiết kế riêng theo số đo thì là YouStore. Mình có thể giải thích một chút xíu về ý nghĩa của tên thương hiệu của mình ạ? Candycraft thì bắt nguồn từ chữ candy là cái nickname. Có lẽ hồi nhỏ mình thích ăn kẹo ngọt, còn chữ craft có nghĩa là thủ công. Nó là hai chữ C nên là cái logo của mình nó có chữ C mình lồng vào. Còn đối với Lily thì sao? Đó là chữ U viết tắt của chữ U trong tiếng Anh. Thì mình mong muốn là luôn đồng hành cùng với tất cả những người bạn mà đến với shop của mình. Và mình sẽ tạo ra những sản phẩm riêng biệt cho từng cá nhân. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với câu chuyện đồ da thủ công ha. Giữa một người giảng dạy handmade và một người làm ra đồ handmade thì chị sẽ chọn công việc nào? Thì hai cái việc đó nó đều quan trọng. Cách đây 3 năm thì tôi đã từng phải vất vả đi kiếm cái lớp học đồ da này, nên là mình cảm nhận được là cái người học viên á rất có nhu cầu. Công việc này là nó liên quan đến cái sự sáng tạo của mình rất nhiều. Nếu như mình không có sự khác biệt, mình cứ đi theo những người khác thì thương hiệu của mình cũng sẽ giống họ thôi. Vấn đề là mình sẽ, cái sự khác biệt của mình ở đây là mình muốn thỏa mãn tất cả những nhu cầu của khách hàng. Tôi lấy một trường hợp điển hình là khi có những sản phẩm mình chỉ làm lần đầu tiên, ví dụ như là cái dây đeo guitar, mình chưa làm bao giờ nhưng mình muốn thử sức. Sản phẩm thứ hai đó là cái bao da mà đựng nguyên cái chân camera của khách. Thì mình phải đo đạc từng chi tiết nhỏ trên cái chân camera đó để mình làm nên sản phẩm. Và những cái nhu cầu mà họ muốn đặt những cái gì vào trong cái bao da đó thì mình sẽ cố gắng đáp ứng được, mặc dù là đó là lần đầu tiên mình làm. Lần đầu tiên chị làm thì chị có sợ là mình sẽ làm sai hay không? Và sau khi làm xong thì khách hàng không ưng ý thì trường hợp đó chị sẽ giải quyết như thế nào? Một cái điểm đặc biệt bên Candycraft là rất là thích khi mà khách hàng đến đặt hàng hơn là ngồi chat online với nhau. Tại vì khi mà khách hàng đến, mình sẽ hỏi kỹ về số đo. Cái thứ hai nữa là Tuyền có một người anh họ thì có chơi đàn guitar, cho nên là Tuyền mượn tất cả những sợi dây mà không phải bằng da, sợi dây thường thôi, để dây đeo guitar về Tuyền cân nhắc. Khi mà mình thiết kế vẽ ra, mình sẽ
gửi hình cho người khách đó, anh có ưng cái mẫu này không? Nếu mà anh đã ưng rồi thì Tuyền bắt đầu làm nha. Thì có những cái sự chặt chẽ như vậy. Chỉ có điều là khi mà làm thì trong quá trình nó cũng sẽ phát sinh ra nhiều thứ. Thì nếu như thật sự khách mà không ưng thì quay lại, Tuyền sẽ làm lại cho đến khi khách ưng thôi. Cũng ưng một vài người rồi. Thì khi mà lần đầu Tuyền làm cái sợi dây guitar đó thì anh nó đến và nói anh muốn nó dài hơn, tại biết đâu nhiều khi sau này nó giãn hay là tại vì da mà nó có sự đàn hồi thì anh muốn nó dài hơn, vì thế là Tuyền đi giải lại cái phần thân sau thì sẽ kéo nó dài ra, rồi sau đó khách hàng ok. Thì đó là những cái mà trong lúc làm việc thì mình mới nhận ra được là nó rất là sáng tạo. Cảm thấy mình thấy thích thú về điều đó lắm, nếu như mình làm được và khách hàng vui lòng. Còn đối với chị Ly thì sao? Một Lily trong kinh doanh và một Lily chuyên thiết kế những bộ trang phục đẹp cho các chị em phụ nữ, thì Lily sẽ chọn hình ảnh nào? Tôi may mắn hơn những người khác là cái sở thích của tôi giúp tôi kiếm được tiền và giúp tôi cảm thấy là thỏa sức sáng tạo và hài lòng khi mà mỗi sản phẩm của mình ra mà được khách hàng đón nhận. Thực ra theo tôi nghĩ là khách hàng đến với cửa hàng You Store không chỉ riêng về sản phẩm mà riêng về, có khi là họ chỉ đến gặp tôi thôi. Tại vì cái cách mình trò chuyện với họ như những người bạn, và cái nhu cầu của họ mình biết được là họ cần gì, biết mình nắm chắc được là ưu điểm của họ là gì, khuyết điểm của họ là gì. Mặc dù là họ mua cái đầm của mình cách đây một năm, nhưng khi họ quay lại mình vẫn biết được là sở thích của họ là gì. Thì khi họ quay lại giống như họ quay lại cái căn nhà của mình, cảm thấy thân thuộc. Chỉ cần tới nói là em ơi hôm nay chị cần một cái đầm dài màu đỏ để đi event, là mình phải biết được là ưu điểm của họ là gì để mình nhấn vào cái ưu điểm và che đi khuyết điểm của họ. Họ chỉ cần một cuộc gọi điện thoại thôi là họ cũng có thể có cái đầm Donny đóng giày cho họ rồi. Nói chung là mỗi doanh nghiệp thì mình sẽ có những chiến lược kinh doanh khác nhau đúng không ạ? Vậy thì bây giờ nói một chút về dự định của mỗi thương hiệu của mình trong tương lai, thì mình đang có những kế hoạch kinh doanh như thế nào? Tôi dự định là sẽ PR thêm về cái mảng giảng dạy. Bởi vì khi đến với Candycraft, họ có thể tự làm ra những sản phẩm tặng người thân. Candy có những cái lớp học mà theo khóa hoặc là chỉ lớp học một buổi, hai buổi, để họ chỉ muốn tập trung làm cái sản phẩm tặng cho người thân, có thể đóng tên của người thân lên trên sản phẩm. Thì đó là cái nét đặc biệt. Cho nên là khi tôi muốn giúp đỡ hoặc là tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của người đi trước đối với những học viên sau, để họ rút ngắn cái thời gian đi tìm hiểu và phải tìm tòi học hỏi từ những người khác. Nên là tương lai mình sẽ tạo ra thêm thu nhập cho học viên. Nếu như học viên nào mà có ý định khi mà sau khi học khóa học á, và vẫn muốn duy trì cái công việc làm đồ da thủ công, mình sẽ tạo cơ hội cho họ bằng cách là mình sẽ làm cộng tác viên với họ. Còn đối với YouStore thì sao? Thì đối với tôi thì hiện tại tôi cũng đang tìm kiếm và đào tạo ra một cái nguồn nhân lực mới để có thể ra chi nhánh mới. Tại vì đối với cái mặt hàng đầm thiết kế, nó không có chỉ đơn giản là một sản phẩm có bề ngoài xinh đẹp mà cả bên trong nữa. Bên trong là phải tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng, và phải khi mà một người thợ họ có tâm á, thì họ sẽ biết được cái chỗ này là khi mặc vô thì cơ thể mình sẽ không thích nghi được, thì họ sẽ tìm mọi cách để làm cho khách hàng mình được thoải mái nhất. Thì mình đang tìm ra những người như vậy. Họ phải yêu cái sản phẩm mình làm ra. Đặc biệt là ở YouStore có rất nhiều là bạn sinh viên tới để học những cái đính kết khâu. Thì mình cũng muốn
tạo cơ hội cho các bạn đó để kiếm thêm thu nhập trong quá trình học. Cái tầng lớp mà thợ rác của mình á, là đa phần là những người phụ nữ đã có gia đình, có em bé, thì họ có thể học kỹ thuật từ U-Store, sau đó là họ có thể nhận sản phẩm về vừa lo cho gia đình, vừa có thời gian rảnh để làm đồ, kiếm thêm thu nhập. Thì rất là cảm ơn hai chị đã đến với chương trình Câu Chuyện Thương Hiệu, chia sẻ những câu chuyện rất là riêng của mỗi ngành nghề của mình, tuy nhiên lại mang đến một niềm cảm hứng chung dành cho quý vị khán giả. Và tôi tin là quý vị khán giả sẽ có thêm động lực cho công việc kinh doanh của mình rất nhiều. Xin cảm ơn hai chị. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình Câu Chuyện Thương Hiệu kỳ này. Câu Chuyện Thương Hiệu là hành trình của các doanh nghiệp đang xây dựng thương hiệu. Và chúng tôi, với tất cả sự động viên, luôn khuyến khích mọi cố gắng và nỗ lực trên chặng đường khốc liệt nhưng cũng đầy hoa hồng này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ Bảy hàng tuần lúc 20:45 và phát lại vào lúc 8:45 Chủ nhật trên kênh HTV Key. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với những câu chuyện thương hiệu mới. Karaoke, tỏa sáng làn da bạn.